Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ôi nhè, xế căng quá nhỉ. Xế căng quá nhỉ hồi nhè. Ok. Ui. Xí kẹo gắt thật. Làm cả một viên duy nhất. Gắt. Bét kén mạng anh em ơi. Chạy qua đây không nghe, không ngờ nó có tận hai team cả. Gắt thật anh em ạ, tôi thấy sợ sợ đấy. Mặt đã đẩy qua. Thế để tôi bơm máu đã. Chúng nó đẩy qua ngoài đây đây. Nó đẩy mãi vẹo sang bên phải luôn. Biết rồi, biết rồi. Thế tôi với ông cứ ngồi ở đây, ngồi sau xe tải luôn này. Đứng sau xe tải đợi chúng nó luôn. Okay. Đứng sau xe này, bọn nó đẩy một niềm tin và hy vọng. Qua đây. Đấy. Qua đây nào mấy bạn trẻ ơi, qua đây. Tìm khăn đấy hả? Ui, trời tập bắn có vẻ gắt quá nhỉ anh em. Thế ghê rồi. Một đứa. Chưa thấy nó đâu ngay. Tôi thấy rồi ngay, thấy rồi ngay, thấy rồi ngay. Thằng này hơi khó. Hơi khó thấy này. Hơi khó thấy này. Ok, nó một nha. Nó một rồi bạn ơi. Nó bỏ xuống dưới rồi. Bé nhanh lắm. Thằng bạn nó chạy qua để cứu này ông ơi. Thằng bạn nó chạy qua cứu này. Thằng OK lúc nãy đấy. Đây chúng nó đang cứu nhau rồi ông ơi. Có thằng bạn ơi, ngại gì đâu. Ôi chúng nó đang cứu nhau này. Đang dựng băng keo để bơm máu các kiểu này. Support đi em ơi nào. Có giỏi support đi bạn ơi nào. Support đi nào mấy đứa ơi. Ok nó một nhá. Ui giời ơi làm gì nhau. Xong. Ăn chóa thằng nào chúng nó bắn như kiểu mù đường vậy. Còn máu cứ đã anh em ơi. Ok. Như vậy là team của kẻo đã lại clear thêm được một team nữa rồi các bạn ơi. Wow. Lượm thêm từng máu nhỉ. Mình sẽ tranh thủ lượm thêm một ít liệu tràng nha anh em. Nhưng này là ổn rồi. Ok ok đi. Đây coi nào các bạn ơi. Xe hơi nát tôi vẫn muốn chạy hả? Chạy xe này còn sợ quá trở ngoài, tôi chạy bộ được thôi nhỉ. Sợ quá đấy, lúc nãy làm quả ăn sấy đây. Tôi với ông chơi bị phóng đi. Phóng một quả vào tận phía trong rồi cho nó nhanh. Cho sớm trợ. Wow. Bom choáng các bạn ơi. Mình có làm gì đâu. Thế đâu. Đấy. Sời. Bay nào anh em ơi. Ui, ui, ui. Mình bay xa quá rồi bạn ạ. Wow, mình bay lên biển quảng cáo rồi. Ô, mình độ thổ qua biển quảng cáo này bạn ơi. Lát. Đi nào bạn ơi. Hello nha, let's go. Trên này lại có xe con độ đấy nhưng mà thôi tôi sợ rồi không ạ. Bắn xong một lúc là xe vẫn còn nguyên. Mỗi tội là người thì mất máu không ạ. 75 một thứ nhá. Ok ok đây đang lút đổ rồi đã. Đâu nó nằm ngay hướng 60 ấy. Hơi xa không ạ. Dính ngay vừa đến G nên thôi. Thôi bạn ơi. Dính ngay vừa đến G thế thì thôi. Chơi gì nữa. Đây tôi đang xem ở thung lũng xem có đứa nào hay không anh em ơi. Wow, sao bạn? Mình đang chạy thung lũng này vẫn chưa thấy ai này. Chưa thấy người rồi, tôi với ông ghé qua thắt đồng hồ một xíu nhỉ. Còn lại có 14 người chơi nữa ở trong cái vài đống này mà thôi. À bạn ơi, khu trên, khu trên. Ui, sao nhau căng lắm. Trên nhà Doraemon đấy. Gắt thật, ok lên câu nào anh em ơi. Ui, tầm này tôi với ông lên chúng nó xứng nhau. À một đứa vừa nhảy xuống nhá. Một đứa vừa nhảy xuống 165 nhá, hình như là chưa clear xong đâu. Chúng nó chưa clear xong đâu ông ơi. À, làm gì vậy? Ok nó rồi nhà em ơi. Mày làm gì vậy? Xanh cỏ nha em. Còn người ông ơi, chưa hết đâu. Thứ hai, thứ hai, thứ hai, thứ hai, thứ hai. Đứng ngay trên thứ hai nhá. Tôi vừa cho nó ăn quả liệu choáng rồi. Hay. Hay quá nhỉ, được. Good game. Bắn ngứa ngang, ngứa ngứa. Ok, ui, ui, đây, ui, đừng, 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 đừng bạn ơi, đừng.
Dựng băng keo nhanh thế nhỉ, được. Hay lắm. Nó ngay sau trụ điện à? Ok ok đây, tôi xem tôi lút thêm màu cái đã. Tại màu nó hơi ít đâu ơi. Thêm hai từ màu nữa nhỉ. Ok, bây giờ tha hồ máu nhá. Sau trụ điện cứ xuống tầng 1 mà sấy thôi đây. Để canh nó coi. Wow, mình phát hiện ra là mình không có bom keo bạn ạ. Một quả duy nhất á. Thế hơi gắt. À bạn đây nó ở vị trí hướng 75 nhá, gốc cây 75 nhá. Gốc cây 75 nha bạn ơi. Gốc cây 75 nha. Mày chạy à? Nó mới đó nhá. Đừng đừng đang để qua nữa ông ơi. Ui. Ui đây đây bạn đây, đây bạn đây, đừng đừng. Đừng. Gắt có mà anh em. Thế tôi xem tôi xử team ở phía trên trước cái đã. Đây à, gốc cây này. Gốc cây này, hầu gái này. Hầu gái xử xong hầu gái nhá. Bây giờ ông ơi. Hai team hơi gắt rồi ông ơi. Thảo nào hôn như đai. Lý do là như vậy anh em ơi. Đây, có giỏ qua đây nào. Qua đây, đúng rồi qua đây. Qua đây này. Ui ui ui, thằng này trông có vẻ bắn hơi gà không ạ? Bắn hơi gà đấy, chỉ giỏi cái thôi. Có giỏ đến đây bạn ơi nào. Ui ui ui, cái gì vậy, shotgun, nó có shotgun thôi ơi. Tha hồ quẩy, thằng này ngại gì. Shotgun thế à? Vẫn đâu. Nó tên gì vậy? Monster á? Gat, hẳn là Monster, quái vật mẫu giáo mầm non hả bạn? Ê thính thính, đừng, đừng rơi. Thính đâu nhỉ? Nghe tiếng gần đấy mà ông ạ. Sao nó không sáng nhỉ? À đâu, thính ngay phía trên này ông ơi. Đang lượm thêm cái tay súng nhưng mà hơi khó anh em, không lượm được. 30 người xem á, gát. Để xem lút súng ngô ra rồi đã, không có. Không có thôi anh em ơi. Mình sẽ qua bên này, mình lút thêm bom keo các kiểu này nha, mày tha hồ đồ mà lút này. Úi dồi ôi, tay súng 3 các kiểu này nha mày, nhìn đã chưa này. Thôi giáp này hơi nát, đổi xuống giáp 3 mới cho nó lành đấy. Có scope đấy các kiểu sấy phê rồi nha. Mình qua một cái sát này coi, mình sẽ kiếm thêm đây mình sẽ kiếm thêm bom keo nha anh em. Đó, ớt từ từ. Đậu xanh. Wow. Thằng này không có bom keo này. Hình như bọn này không có cả. À đây. Úi dồi ôi, một rừng bom keo này các bạn ơi. Vứt bớt liệu xóa đi, lượm thêm bom keo nhé. Ok ngon, rừng bom keo rồi anh em, tha hồ lượm này. Tuyệt vời nhá. 8 quả bom keo, quá ổn. Đây con này các bạn ơi, mỗi tội là hiện tại này kẹo còn chưa có giảm thanh nữa. Tính chạy monster chắc nhưng mà lại sợ bị kẻ địch sấy nên là thôi anh em ơi. Chạy bộ cho nó lành nhá. Mỗi tội thì bây giờ thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm một cái nòng giảm thanh nữa anh em ơi. Có giảm thanh anh em chơi game mà sẽ tự tin hơn rất là nhiều nhá. Wow, bom keo các kiểu này. Không có giảm thanh. Hơi chán anh em ơi. Thế hạ gục mấy đứa chỗ này không có giảm thanh cả này. Đậu xe này. Ui, đậu xe này em ơi. Ok, nốc xe nhà em ơi. Lên bản số này. Ok, để coi nào. Máu hơi trâu nữa nhỉ em ơi. Ui ui, nó xế chỗ này. Nó xế tôi các bạn đây. Ok, dẫu sao bạn nó cũng đã bị xế rồi nhá. Làm gì căng nào, qua đây em ơi. Làm gì căng qua đây, có giỏi qua đây, nào. Có giỏi qua đây làm gì căng này. Làm gì căng này, ui ui. Bắn tôi bắn trượt vậy. Thế tôi chẳng sợ nó anh em ơi. Tôi chẳng sợ nó đâu. Ui ui, thằng này bắn trượt vậy. Thằng này vỡ đầu với kẹo rồi anh em ơi. Vỡ đầu với kẹo, bạn vỡ đầu với kẹo bạn ơi, ok. Bắn mới cứ đứng yên như vậy thì vỡ đầu rồi. Đây anh em. Hiện tại thì kẹo đang có đó là 33 mắt xem nhá. Wow. Hơi gắt chạy bon anh em ơi. Còn lại có 4 mạng thôi anh em ơi. Là chúng ta đã có thể là giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu này rồi anh em ơi. Gắt thật. 4 mạng nữa thì kẹo sẽ chơi cẩn thận hơn một xíu nhá. Chắc là mình sẽ cố gắng qua thính từ con này. À đậu xanh. À đậu xanh này. Ui đậu xanh này. Đậu xanh này anh em ơi. Đậu xanh này anh em ơi. Ui. Gãy cánh chưa mây. Gãy cánh chưa mây. Gãy cánh chưa mây. Ui thằng bạn nó này. Làm gì căng hải mây. Thỏ à. Hai thằng cuối anh em ơi. Hai thằng cuối thôi là top 1 rồi anh em. Giữ thêm bom keo này. Lựu đạn cái thứ này. Rồi nhá. Thế nó có giảm thanh không nhỉ? Thằng này không có giảm thanh nè.
Thế qua hầm sắt này cũng không có giảm thanh nốt luôn, nhưng mà kẹo có 10 bông kẹo, nên là kẹo rất tự tin là nha anh em. Để đây, hai thằng cuối chắc cùng một team với nhau. À đây, à đây, tưởng gì qua đây, có giỏi qua đây em ơi. Có giỏi qua đây em ơi, nào, có giỏi qua đây. Quỷ gắt. Gắt, gắt anh em ơi. Gắt anh em ơi, ui. Bom choáng các kiểu này, bom choáng các kiểu này. Ui, nó hại mình rồi. Trời ơi, bo cuối cơn 2 này sao nổi. Gãy cánh, mặc dù một kẹo đã rất cố gắng nhưng mà thôi xong. Đã rất cố gắng gánh tin nhưng mà không thể anh em ạ. Ui dồi, đã gãy hay với 10 kill tắt điện. Chán ghê ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.